thì em cứ ngồi đây mãi ạ. Vâng, em ở đây mãi thôi. Riêng cái bánh này là của con em chị, em lấy triệu đấy, cho nên em đặt cẩn thận chị nhá. Vâng ạ. Chị yên tâm. Đây, chị kiểm tra đồ giúp em nhá. Vâng, chị vội lắm, đi nhá. Ơ, kìa chị ơi, chị kiểm tra đồ giúp em nhá. Yên tâm đi, tao đã làm tư tưởng cho nó 2-3 hôm rồi. Nó rất quý tao. Không có camera, mày cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Chị ơi, cái bài thế, giúp mày túi đồ của chị rồi đấy ạ. Chị về thì tình không có. Nếu như mà có nhá, thì chị sẽ bao tin cho cả cái chỗ ở đây để người ta không đến vào cái quán em nữa nhá. Thì em bảo là em không giữ cái bài đấy ạ. Chị ơi, chị lấy cho em 10 hộp bánh đại đi nhá. Bên nhà em hết hàng rồi, khách đặt thêm này em chưa có đấy. Dạ vâng chị gửi luôn cho em nhá. Em ơi, đặt cho chị ít đồ nhá. Dạ vâng ạ. Chị ơi, chị đặt thường hay là đặt ủ sấy chứ không ạ? Đặt thường thôi em ạ. Ờ, mà ở đây đặt bao nhiêu tiền cân? Dạ, đặt thường là 15.000 một cân thôi. Chị cho em xin tên nhá. Để ngày mai chị lấy đồ thì có tên người nhận nhá. Ừ. Chị tên là Linh. Chị Linh. Ơ, em cũng dùng cái mặt nạ này à? Chị đang dùng cái loại này này nhưng mà hết nó rồi. Em mua ở đâu đấy? Không, em bán luôn đấy chị. À thế ạ, em ủng hộ em nhá. Ừ, thế có gì em lấy cho chị nhá. Vâng. Ơ, chị ơi, chị add Facebook của em. Xong rồi bao nhiêu sản phẩm em để hết trên đấy, chị thích loại nào thì nhắn tin cho em gửi ship cho chị nhá. À, thế được quá, em cho chị xin. À, em xin Facebook chị ạ. Ừ. Em nhắn tin chị nhá. Vâng ạ. Em add Facebook chị rồi đấy ạ. Ừ. Thế mọi khi em cứ ngồi đây mãi ạ? Vâng, em ở đây mãi thôi. Ờ, em chung hàng giờ làm với cả em bán hàng online ạ. À, thế thì làm thế thì tiền để đâu cho hết? Ôi chị ơi, chả được bao nhiêu đâu. Chị nhìn cái đường vắng hoe kia có ai đi vào, quán thì ở trong ngõ. Em rảnh em bán thêm, có đông ra đông vào ấy chị. Ừ. Đúng là chỗ này vắng thật đấy. Mà ở đây có hay xảy ra mất cắp không? Không, em có thấy mất cắp bao giờ đâu. Trước em cũng định lắp cái camera ấy, xong em thấy bình yên quá, thôi em chả lắp nữa, tốn tiền. À, ừ. Thế thì cũng yên tâm. À thôi, thế em gặp đồ chị mai chị lấy được không? Dạ được chị, chiều mai cỡ khoảng 6 giờ chị ghé nhá. Với lại xem cái mặt nạ nó ưng chị ủng hộ em nhá. Rồi. Em ơi, đồ của chị xong chưa? Dạ xong rồi chị. Chị đợi em một lát nhá. Ờ. À, cô chị Nam Minh đi ạ. À, đi. Này, em xin ạ. À đây, à, em vào cho chị cái đồ này. Chị bảo. Sao? Đây nhá. Mỗi cái váy này này, em phải đặt riêng ra cho chị. Còn đâu thì em có thể phân loại các thứ ra là không được. Nhưng mà riêng cái váy này là của con em chị, nó mua mấy triệu đấy, cho nên em đặt cẩn thận giúp chị nhá. Không ạ. Từ vậy, chị yên tâm. Em nhớ đây, cái váy này là sau để cho nó đi cưới nữa, cho nên là mai chị lấy luôn. Em nhớ. Cảm ơn nhá. Dạ. Nhớ gặp riêng với chị ra nhá. Em nhớ rồi ạ. Em chào chị. Ờ, chị về đây. Chị về cẩn thận nhá. Ờ. Em ơi, gấp gấp lấy đồ, lấy đồ. À, dạ vâng. Đồ của chị đây ạ. À, chị được 100. À, đây, của em chị đây. Chị kiểm tra đồ giúp em nhá. Ừ, chị vội lắm, chị đi nhá. Ơ, cái chị ơi, chị kiểm tra đồ giúp em nhá. Chị. À, chị không vội đi nhở. À, chắc gì nhỉ khách. Mày có chắc không đấy? Yên tâm đi, tao đã làm tư tưởng cho nó 2-3 hôm rồi. Nó rất quý tao. Không có camera, mày cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Ok, tao tin mày lần này đấy nhá.
Đi. Đây, vào đây. Em vào đây. Em ơi, sao? Cái váy vàng hôm qua chị bảo em mặc cho cẩn thận đâu? Chị ơi, cái váy đấy đúng là túi đồ của chị thôi ạ. Chị về chị tìm không có. Sao lại không có được? Em cất bỏ vào trong váy thôi đâu. Chị đã tìm rất là kỹ rồi, chị lật tung hết cả cái túi lên rồi mà không thấy em ạ. Thật ra là em đã nói với chị là chị kiểm tra đồ sẵn đi. Nếu không thiếu cái gì thì em phải tìm ngay chỗ đấy. Còn bây giờ em cho hết vào trong đấy rồi, chị bắt em tìm đâu ra? Bởi vì là chị tin tưởng em cho nên là chị mới không phải với cả lúc đấy chị đang gấp, em hiểu không? Bây giờ chị còn phải đi đàng hướng mà chị tìm cái váy đấy không có. Em thề với chị em đã gấp vào trong đấy đàng hoàng, em để lấy được cái váy mấy triệu đằng sau mà em cắt chết được ạ. Bây giờ em tìm cho kỹ đi, chứ làm sao mà có cái chuyện đấy được. Em nói thật với chị đi tìm nhá. Em để gấp cái lồng mà chị xem kỹ trong cái lồng có cái váy nào nữa không ạ? Này, em làm ăn rất là bắt chắc rồi nha. Hôm qua chị đã bảo em là phải làm sao mà em đặt cái váy đấy cho nó cẩn thận vào. Hôm nay chị còn đi làm cưới mà. Em nói thật với chị, bây giờ chị bảo em đào ra cái váy đấy trong khi em không giữ. Thế bây giờ em thì nó không có cái váy để đi làm cưới thì ai đến chị à em? Chứ không phải lỗi của em đâu ạ. Hay là em thấy cái váy này đẹp quá đắt tiền cho nên là em mới thế, em mới lấy luôn. Em không thấy, em nói thật với chị đấy, em không biết cái váy đấy bao nhiêu tiền để mà em giữ. Em lấy váy của khách để mà em dẹp cái quán này luôn ạ. Được rồi, thế là em không lấy đúng không? Vâng. Em không lấy, thế bây giờ chị đi tìm đồ mà có thì sao? Nếu như mà có nhá, thì chị sẽ bao tin cho cả cái chỗ ở đây để người ta không đến vào cái quán em nữa nhá. Đợi chị đi tìm đi. Đi tìm đi, em bảo là em không giữ cái váy đấy ạ. Được rồi, chị đi tìm hết chỗ này cho em xem. Đây. Chị Linh ơi, thầy váy rồi. Đâu? Đây, em thấy đây. Đấy, rõ ràng là cái váy ở đây mà lại bảo em nói cho chị rồi. Em chặt đồ của chị lồng bên này, làm sao mà cái váy ở đấy được? Em cũng không biết tại sao cái váy ở đấy luôn ấy. Bây giờ nhà em ở đây thì làm sao mà chị biết được hả em? Đấy, chị đến đây chị gặp mấy lần chị thấy mặt mũi em cũng hiền lành mà chị không ngờ em làm ăn cái kiểu như thế. Này, hôm nay là để em chị nhá, mà bây giờ chị còn đang bận để đi đám cưới, chứ không chị đánh vỡ cái mặt em luôn đấy. Xin lỗi chị ạ, sao em không đặt được đâu, mình chỉ nhanh như thế đi. Điện thôi. Dạ, em xin lỗi chị ạ. Sao cái váy ở đây được nhở? Mình thích. Nhìn gặp mình nữa rồi. Chết rồi. Chết rồi, bị ăn trộm rồi. Ăn trộm, ăn trộm. Tao là bảo vụ lấy cái laptop thôi. Lấy cái điện thoại thì lại còn không tắt máy đi. Để cho truy ra được cái vị ngu. Ai mà biết được anh bạn. Biết chị đặt được đấy. Phải cô có chân tự đi không? Nghe tôi hỏi đây, hai cô có nhận tội về hành vi của mình không? Nó. Ai là người chủ mưu? Nó. Ai là người chủ mưu? Nó. Tôi hỏi một lần cuối, ai là người chủ mưu? Nó. Bây giờ cô hãy kể lại quá trình cô hại nạn nhân như thế nào. Tại vì là vì Covid bọn em túng quẫn quá nên là em nghĩ đến chuyện là đi ăn trộm. Em có theo dõi nhà nạn nhân là không có lắp camera cho nên là bọn em mới nghĩ đến cái việc dàn dựng để chiếm đoạt tài sản. Cán bộ em chỉ một tí, bọn em chỉ định mượn tạm mấy hôm thôi, lúc nào mà hết dịch có tiền em lại trả lại. Mượn mà bán hết tất cả tài sản của nạn nhân đi, thế mà cũng gọi là mượn à? Có những nơi chúng ta nghĩ rất ít khi xảy ra lừa đảo, cướp đoạt tài sản, nhưng đôi khi cũng rơi vào tầm ngắm của bọn chúng. Bọn chúng thường chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, cũng như chúng đã xác định được số tài sản mà chúng sẽ lấy đi. Qua câu chuyện trên, chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng hãy thật bình tĩnh, cảnh giác trong mọi tình huống.
không được lơ là dưới mọi hoàn cảnh. Tôi là Tuấn, mọi người hãy theo dõi tôi sẽ giúp mọi người tránh xa mọi nguy hiểm.